lại để đăng lên video cho anh em xem chơi. Làm có cái lục giác nhỏ không Nam ơi? Nam ơi, có cái lục giác nhỏ không? Cái lục giác nó cẩn thận nha, mở chiều lên nha, mình gắn chiều xuống là nó tung đầu luôn á. Có hai lò xo mà đâu mất cá rồi, có lò xo mà trong đó có nè, nó chồng tu đâu có một cá rồi. Hai cái đây cá nè. Trước bắt đầu lúc cái đòi ra sau
Chà. Đầu dài vô trước. Khó nhau à. Đút hai đầu chốt rồi trước xong thò cây vô xong đưa lên. Đút hai đầu chốt rồi trước đi. Không, chốt vô cây kia trước. Không được. Vô nó trước, ừ. Phải cây kiểu vậy. Rồi ta kéo vô xong ta đưa thẳng vô xong đưa lên. Kéo thẳng vô luôn. Rồi, cho nó xỏ vô đi. Đầu đưa lên. Cho xỏ hai đầu vô luôn. Cho mình được chứ. Sao xỏ đầu được. Không được. Không khỏi rồi, không được. Cái đầu này. Đây. Cái đầu này nằm đâu. Đầu này đúng rồi. Đúng rồi, đầu này qua bên nhà. Nhưng mà sao mà vô được một lần. Không thể nào. Vô một cái thôi chứ không vô làm được đâu. Trước khi đút kia thì cho nó bên này nó đã xuống dưới trước đã. Hai cái lọt vô giữa luôn đi. Đó. Rồi đút qua. Rồi đút vô kia trước đi. Nó chưa đút vô mà sao bên này vẫn vô được. Đó đút vào bên đó đi. Đó, nó vậy đó. Thì sao đút cái này được? Bên đó thì luồn cái này vô đút được, luồn cái hạt đó vô sau nó được. Bỏ hạt vô trước luôn đi. Nãy không bỏ. Xíu nữa không đút vô được đâu. Thế hả? À? Bỏ cái hạt gì qua nè, bỏ cái đó vô trước đi, xong luồn không vô đi. Không được. Được. Cái không? Sao? Đó, bỏ vậy đó, xíu nữa nhét cái hạt đó vô vô được mà. Luôn bên kia trứng rồi hả? Chưa luôn bên nó được sao mà lấy này được. Rồi, rồi cầm tay năng năng lên. Cứa vào. Hiểu rồi. Cho lọt vô. Hiểu rồi. Đó, vậy thôi chứ gì đâu. Tới khách thay là thua. Cái này nó dọc qua đây không? Em phải ráp đi vô trước thì em mới định hình được ráp cái này. Mở đầu bếp nói đây. Thì thay cái này vô. Web nào không quay á, trừ khi web nó cứng ra thôi, chứ còn mình xoay tay được là nó quay được hết á. Sợ là cái web dầu nó dở, nó không có ăn mực được á. Mở ra nhỏ lòn hết rồi, kia đây, mở bên đầu kia nha. Hình dung ra được chưa? Mở đi.
ẩm không? Ẩm là được á. Ừ, dài vậy cho. Ok, nó hay qua đây nè. Đó, đúng rồi đó. Đó, phải thế vậy á. Thế làm vậy. Cây này cây ngon á. Chắc cây ngon này. Có cái miếng sắt nào không bỏ qua đi. Kiếm mấy cái cọng quét hư á. Bỏ sắt ra. Này á, lâu không làm là không có nhớ được nữa không? Không đỡ mà, không quên nhanh lắm. Khó quá trời. Phải á, là sau đường này. Đúng là, hay đi trên máy 200 rồi, để cho nó từ chặt hơn ta luôn nhỏ. Phải cần thì... Phải đi làm gì á, hát máy này, chặt rất là đi, nó lỏng lỏng. Điều mà khác, tao đặt xe cái IP của mày trong cái ô tô nó đâu có nhận mẹ đâu. Chỉ là 200 là... Hồi sáng mày đặt, mày đặt 223 đúng không? Thì tao đặt 2... Cái máy nó nhận 223 đó, tao đặt xe 223 đéo nhận luôn. Tao lấy 223 đó. Mấy máy mình dọn mình cứ để lên 200 là được. Còn nó sẽ nhận luôn. Nếu hiểu sao mà nó không nhận. Đó. Ồ quá. Anh tháo ra mà bây giờ nhiều khi anh còn không nhớ là nó nằm như thế nào á. Nó nhiều chi tiết á. Này nó không sắt rồi nè. Sắt rồi. Có, này có mà. Ừ. Mở ra đi. Mở ra ép chặt đi. Cái này từ sau lấy lò khác thằng quan. Sắt không biết sắt đâu. Mở chứ đúng không? Thôi chứ. Cái này nó không có cái bánh xe một chiều nè. Nó thắng lại là không cho cái này quay tụt lại này đúng không? Xem một chiều đây nè. Một chiều nào? Đây. Đây nè. Có nghĩa nó chỉ quay tới thôi chứ không quay lui được. Nó không, nó chả lại là rối quất dầu. Nên cái đó không có là phải lắp cái này vô nè mới chạy được. Nó biết sắt chưa? Cái cây đó đâu có mà bánh xe chiều đâu. Nên phải lắp cái cây sắt này vô. Chứ để nó không chạy được đâu. Vặn vừa thôi. Cái dầu cực chứ, mất thời gian lắm. Cô thứ ba, chả có đồ gì để làm. Thấy lộ, trầm xong. Làm biết á, mình phải làm thường xuyên, làm nhiều
mình nhớ được cái lâu lâu làm không thể nhớ được nha, nó nhiều chi tiết. Trước em có làm cái này này chưa? Chưa đúng không? Tháng cuối cùng thực tập công ty em mới nhập về năm máy làm đó. Chưa đâu, mình làm đây cũng chưa thành đấy. Chưa được đúng không? Nhập năm mấy vậy, nhập phải trăm mấy chứ. Bình thường nó cái chủ yếu là máy tính nhiều quá, nó thay mực máy in tiền nó đọc thay mực ấy thì cần hồi trước là bên quận 10 giờ đi đổi rồi. Cái phe kia bấm rồi chưa vậy? Bấm vào có một cái à. Này nó có cái phe à. Để nó đây xíu nó mở ra thay luôn. Tưởng là nó có viên khuyết ở đó là có phe hết, chỗ nào nó có viên khuyết là có phe hết.
Ủa bây giờ cũng quay đó được việc không được? Nè, cũng quay đó được việc hả? Rồi gì vậy? Nó xong chưa? Bên nó xong chưa? Ủa nó đéo kêu mình luôn hả Nam? Lắp tới đâu rồi? Lắp gì? Nó có thấy nó kêu gì đâu? Qua tới đó rồi không thấy kêu? Nó thuê tất sạch bọn vận chuyển Thành Hưng đó. Nó khiêng đồ mà nãy nó qua đồ lại thùm lum sao khiêng? Nó kêu để chắc taxi chở đồ bớt cho nó khiêng chứ. Thì để nó khi nào nãy nó gọi. Nó kêu chắc nó dời qua chỗ nào vậy? Lâm Thị Hố hả? Bỏ trên bàn ghế toán đó. Nó đã xây được cái đó là xây hết. Quay à. Quay đó. Quay cho nó hết chỗ dơ đi. Gắn vô đây, gắn vô test thử đây. Củ ghê mới này hết rồi dạ. Nè, gì? Cái củ ghê kìa. Dục mẹ luôn. Trời ơi. Lo hả? Xếp vũ nó đứng đây mà lo cái gì, đừng có đầy tiền. Bên kia nó hết bên chỗ thằng hết cái dầu qua đi về cái dầu zin đúng không? Ừ, nè. Chạy hết luôn nè. Tao phải gắn cái nó mà nó chạy ghê. Bên nào? Dạ. Qua nó muốn nó chạy nhiều quá. Xíu gỡ đó thay nha, gỡ đó kia thay. Cầm cái kia làm mẫu nha. Gỡ từ từ thôi, ví dụ bên nào mình bỏ bên đó chứ thôi lộn. Gắn đi. Rồi, gắn vô cần sấy này, gắn đi, chưa biết gắn đâu. Gắn đi rồi test coi. Nào. Cầm đó đó. Gắn vô test thử.
làm mấy máy này cho xong gọn rồi quấn lại đi chứ để tùm lum hết rồi dục. Móc móc đồ dọn lên nó đi. Nó bị cái web dòi thôi chứ không có gì đâu. Mua cái đồ kia đồ rẻ đồ và liếng chạy đâu được đâu. Chứ làm sao mà bị được. Chạy rồi làm biết bao nhiêu máy rồi. Nó chưa bỏ được đâu, bỏ vô nó nhật. Chưa bỏ được đâu. Chạy sát rồi. Mày có cái này không? Mày có cái này không? Cái gì? Cái ấy vậy, cái lục dán vậy. Mà người ta có hãng Covid. Covid luôn. Con máy đi ra nó chạy gần triệu bảng rồi. Là, em gắn cái này xong chở rồi nói nha. Nam máy nó chạy được không? Máy nhào á. Nó kiếm cái chò quay lắp cho nó đi. Nó mấy cái này nó cũng rồi. Nó chạy nhiều rồi vậy. Cái bên kia cũng vậy. Cái bên thấy nó cũng vậy. Dạ, nhờ kiếm ấy rồi gắn hết rồi nó chạy gặp anh thấy nó. Hồi nãy cái web kia là giờ đến hàng thứ ba là bị đó. Giờ là bị. Sao nó nhanh vậy ta? Bên kia nó chạy giấy Excel mà chạy giấy 70 luôn. Cầm này là mở cầm rơm ra không mở cái hồ mặt thải á hút sạch đi xong lấy cái gạt thay cái gạt cầm rơm thay cái gạt rơm á.